Hai anh Tuấn, em và anh đang tìm hiểu gần một tháng. Anh rung động nhiều và có đầu tư. Đúng rồi, mới đây anh có khoe rằng có một bạn nữ làm bác sĩ đang muốn làm quen với anh trên app hẹn hò, dù anh đã từ chối mở mặt do khoảng cách xa. Anh từ chối do khoảng cách xa. Đúng rồi, ngoài ra anh còn nói với em rằng thấy em rất yêu thương bản thân và những thứ xung quanh em, nên chắc khó có tình cảm thêm với ai được. Anh đã quá vội vàng nên hơi hụt hẫng, anh nên chậm lại tìm hiểu em hơn. Vậy có nghĩa sao vậy anh? Do em hành xử hơi cứng hay do bản thân anh ấy? Em phải ứng xử trong trường hợp này thế nào? Em ơi, em chỉ nhận định lầm thôi, chứ không có, anh không biết cứng hay không thì không có nói về hành xử. Nhưng mà theo em tả trong cái mối quan hệ mới 1 tháng rồi mà anh ta nói như vậy thì chính xác là em đã nhận định lầm, là anh ta rung động mạnh. Anh ta không có rung động mạnh. Anh ta có thể có chút cảm giác rung động và sau thời gian anh ta nhận ra là đó không phải rung động. Em kiểm lại đi những cái hành động của anh ta. Thì em biết cái người đàn ông mà khi họ rung động mạnh như cô gái ấy, là hành động của họ đi theo một hướng thôi, đi tới đi tới đi tới, và anh ta tăng dần cái tốc độ để lấy cô gái về. Ok, anh ta liên tục muốn có cô gái đó, muốn cưới cô gái đó, muốn đến tới cái điểm cưới cô gái đó, kể cả lúc rung động anh ta vẫn muốn cưới, tại vì lúc rung động anh ta yêu lắm, cái cảm giác rung động đó người ta tưởng là cảm giác yêu đó. Ok, ở đây em thấy nè, rõ ràng là sau 1 tháng anh ta có cái hướng lùi lại, thì đó là sự xác nhận của anh ta là cảm giác rung động đó hoặc là nó không đúng, tức là không nhiều. Sau khi vào, anh nói cho em biết có những cô gái bên ngoài nhìn rất là xinh xắn, không biết lý do làm sao, nhưng mà khi người ta vào thì cái phiên bản của cô gái đó nó làm cho anh ta cảm nhận là không giống như mình nghĩ, nó không giống như cái cảm giác ban đầu, và người ta lùi lại, và đó là điều đáng mừng, tại vì đó là sự sàng lọc tốt. Ok, nhưng mà còn cái việc mà khả năng thứ hai là anh ta có rung động thật, nhưng mà vì em làm tổn thương hay là vì mình, cái hành xử của mình nó làm sao không biết, thì nó cũng giống như cái một hồi nãy á, là sau thời gian chính cái phiên bản người phụ nữ này mà anh ta nhận ra sự rung động đó không không phải mình thích cái bên ngoài, mình tưởng là mình yêu, mình nhào tới, nhưng sau thấy cái cảm giác nó nhạt 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 dần đi nhanh thì mình nhận ra là không phải, và người ta rút. Thì những cái em tả là rõ ràng là cái hướng hành động đó. Ở đây nè, anh ta nói với em những điều mà một người đàn ông đang đeo đuổi một cô gái mạnh mẽ không bao giờ nói nha. Ở đây em thấy anh ta nói rất là rõ nè, có một bạn nữ làm bác sĩ đang muốn làm quen với anh. Khi anh ta nói một người bạn nữ làm bác sĩ, anh ta có cái hướng khoe, có cái hướng là muốn cho em thấy là anh ta giá trị cao, anh ta có một cái cô gái có học vị, ok, và cũng có thể có hơi chút áp đặt trong cái phần so sánh với em nếu em không là bác sĩ này. Ok, muốn làm quen với anh trên app hẹn hò dù anh đã từ chối, tức là sao, anh bẩn từ chối mà vẫn đeo đuổi anh, vẫn muốn hẹn hò. Bác sĩ kia chết chắc, ok, bác sĩ kia là chết chắc rồi, về chuẩn bị đi mổ tim đi. Ok, cái cô bác sĩ đó là cái chia buồn cô đó đó. Tuy nhiên em với em đây nè, dù anh đã từ chối mở mặt do khoảng cách xa, có nghĩa là anh ta trong thời gian 1 tháng với em vẫn mới lên app hẹn hò, vẫn tìm hiểu các cô gái vì cô này xa thôi, chứ nếu mà gần thì cũng ok. Đó là một cái điều thiếu tôn trọng trong tình cảm. Với người với giữa người với người thì cái đó không có gì là không có tôn trọng, nhưng mà trong tình cảm, đặt vào mối quan hệ tình cảm, đưa cái cuộc sống tình cảm vào, đưa cái giá trị tình cảm với ai người vào, thì đó là thiếu tôn trọng. Và thiếu tôn trọng là hoàn toàn ngược lại của rung động, tại rung động sợ mất lắm, cho nên rung động là ta nói nó, bởi ta nói là tương kính như tân ấy, cái thời mà yêu nhau lúc ban đầu rung động ấy, người ta cẩn thận lắm. Thì ở đây như em thấy là cái hành động, cái câu đầu tiên nghe có vẻ nhẹ nhất, thực ra cũng rất là nặng rồi. Dù anh đã từ chối mở mặt cho khoảng cách xa, tức là cô bác sĩ nếu gần là anh ok. Ngoài ra anh còn nói với em rằng thấy em yêu thương bản thân và những thứ xung quanh, em nên chắc khó có tình cảm thêm được với ai được. Đây là một cái lý do để anh ta rút ra. Và đừng nghĩ đó là cái lời khen, đó là chỉ là cái lời để nói cho em dễ chịu thôi. Thực ra cái việc mà em nói em yêu thương bản thân, nó có thể là em không phải thực sự yêu thương bản thân, mà em đang thể hiện ra là em giá trị. Có thể nha, anh không chắc. Một người yêu thương bản thân nó không làm cho người khác cảm giác là đây là cái lý do để tôi không đến. Một người yêu thương bản thân là cái người đó tốt đẹp, không không có lý do đó là vì em yêu thương bản thân quá cho nên không tới với em. No, đó chỉ là một cái lý do thôi. Có thể là em thì cường điệu quá những cái điều đó, em cố gắng thể hiện tôi yêu thương bản thân. Sự thương bản thân của em không cần thể hiện với ai, nó là sự tốt đẹp của em, tại vì khi em thương, yêu thương em thì nó là tốt đẹp. Cũng giống như em có cái vườn á, nếu em yêu thương cái vườn thì cái vườn nó tốt đẹp, không cần phải nói là tôi yêu thương cái vườn nha, hôm nay tôi tưới cây, tôi yêu thương cái vườn nha, hôm nay tôi trồng cây, tôi yêu thương cái vườn nha, tôi nhổ cỏ dại. No, cái biểu hiện của yêu thương một cái gì đó là cái đó tốt đẹp vậy thôi, đối với người ngoài. Còn nếu như mình cường điệu quá, người ta sẽ nghĩ, người ta sẽ có cái cảm giác khó chịu. Thì anh ta lại nói thẳng cái câu đó ra, và sau 1 tháng có vẻ như cái điều đó được cường điệu trong mối quan hệ, anh không chắc, nhưng mà anh cảm nhận là có cái gì đó, tại đàn ông bình thường người ta không nói vậy.
người ta nói vậy. Có lẽ em lặp đi lặp lại cái nhóm từ đó nhiều quá, hay là em thể hiện một cách cường điệu quá hay sao đó biết. Cho nên anh ta dùng như một cái lý do luôn, à, chắc vì em yêu thương bản thân và mọi thứ xung quanh em nên chắc khó có tình cảm thêm được với ai. Đương nhiên anh ta biết cái điều đó là vô lý, nhưng anh ta dùng nó như một cái lý do dễ chịu với em. Anh đã quá vội vàng nên hơi hụt hẫng. Đây là cái câu xác nhận rất rõ về cảm giác rung động. Anh ta xác nhận không phải, anh quá vội vàng nên hụt hẫng. Có nghĩa là bên ngoài anh ta không vội vàng đâu, anh ta chỉ đến đúng với cái bản năng của anh ta thôi, là rung động thì nhào tới. Nhưng mà nhào tới xong thấy trời ơi, không phải, rồi rút lui. Thì anh ta gọi nó là hụt hẫng, tức là không giống như mình nghĩ, không giống như mình mong đợi. Đó, thì cái đó đó nó xác nhận là ở hiện tại cảm giác rung động là mất. Nhưng mà nó cũng nói là lúc ban đầu anh ta có sự rung động, ngay cái những cái thời điểm rất là ban đầu đó. Hụt hẫng nó nói là đang rất là cao, bây giờ tụt xuống cái ầm ở dưới. Đó, thì anh cho em cái hình ảnh đó để em nhận ra là ở anh ta lúc ban đầu có vẻ như có sự rung động, nhưng mà nó tụt rất nhanh. Có nghĩa là lúc anh ta vào, anh ta nhận ra không phải. Đó. Anh nên chậm lại tìm hiểu em nhiều hơn. Đó là lời rút lui đó. Đó là lời rút lui đó. Anh nên chậm lại và tìm hiểu em nhiều hơn. Đó là sự. Tại vì anh muốn tìm hiểu nhiều hơn, ai cấm anh? Anh tìm hiểu nhiều hơn, nó tự nhiên là cái nên là nếu anh có tình cảm. Tại sao là anh nên tìm hiểu nhiều hơn? Có nghĩa là sao biết không? Anh thấy em lạ quá, không giống như anh nghĩ, cho nên anh phải coi lại coi sao. Cái cách nói tìm hiểu em nhiều hơn, nó chẳng qua là do anh giật mình vì anh bị hụt hẫng á, cho nên anh phải coi lại. Đó, thì thực ra đó là sự rút lui. Tất cả những cái này giờ anh nói với em, nó có thể nó làm cho em hơi khó chịu tí xíu, nhưng mà nó cũng đỡ đi, tại vì bây giờ còn sớm. Em nên coi đây là sự sàng lọc. Tuy nhiên cái anh đưa cho em á, nó là cái cực kỳ khách quan. Và anh có hơi cường điệu chút chỗ này chỗ kia tí xíu để em nhận ra cái cảm giác bên trong người đàn ông rõ ràng. Có thể từ đó em có động lực hơn. Ok, thì câu trả lời của em nè, câu hỏi của em nè, vậy có nghĩa sao vậy anh? Nó là việc anh ta xác nhận cái cảm giác rung động ở thời điểm hiện tại. Còn nguyên nhân tại sao anh không biết nha. Ở thời điểm hiện tại anh ta không nhận ra là mình không có cái cảm giác đó. Cho em hành xử hơi cứng ngay do bản thân anh ấy. Anh không có nhiều dữ kiện, anh chỉ có một điểm là anh ta nói rằng em yêu thương bản thân nhiều quá nên anh chắc không yêu thương ai được. Thì anh chỉ đoán là có vẻ như em cường điệu đó, tại vì mới hơn tháng. Thứ hai là yêu thương bản thân, đâu có ai tự nhiên nói ra cái lời là em yêu thương bản thân. Kỳ cục nhé. Có ai lại mà nói là mày yêu thương bản thân nhiều quá, mày yêu thương bản thân. Có ai vậy đâu. Có lẽ là cái nhóm từ nó được cường điệu quá, là cái ý nó được cường điệu quá để anh ta cảm giác khó chịu. Và anh ta dùng cái đó như một cái lý do. Cho nên em hỏi anh là về hành xử hơi cứng do bản thân anh ấy. Anh không biết, tại vì nó không đủ dữ kiện để người ta xác nhận. Em phải ứng xử trong trường hợp này như thế nào? Tôi một người đàn ông, người ta thấy người ta không có rung động như mình, người ta muốn rút, thì mình ứng xử thế nào? Mình chỉ nó là vậy thì nó là vậy, và mình chấp nhận nó là vậy. Mình sống tiếp, mình hạnh phúc tiếp, mình thay đổi mình. Mà nếu như có hay nói về yêu thương bản thân thì ngưng bớt đi, thực hành nó chứ không nói. Đó nó phải cái thứ để nói. Yêu thương bản thân là cái thứ không phải để nói ra. Yêu thương bản thân là cái thứ để cảm và làm. Cảm nó và làm, hiểu không? Ok, trong tình huống mà giả sử em có cường điệu cái đó quá thì nên bớt lại ha. Thì mình cứ nói mình yêu thương bản thân hoài, cái người ta nhìn người ta tưởng mình bị gì á, nó tôi yêu thương bản thân tôi vậy. À, sao làm đi làm lại nhiều quá vậy? Đời người không vì mình trời chu đất diệt mà, cho nên chuyện đó hiển nhiên mà. Đại loại vậy đó. À, nói vậy đừng buồn ha. Rồi tiếp tục nè. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.